Anh em chơi một con app đăng ảnh kiếm tiền và xem video kiếm tiền nha anh em. Đầu tiên anh em đào xích lây tải con app Blue Bali gì nữa anh em, hoặc anh em click cái đường link của mình, nó sẽ chỉ anh em về xích lây, anh em tải anh em. Rồi sau khi anh em tải về, đăng ký một cái tài khoản giúp mình, rồi account cấp phép cho nó anh em. Rồi mình hướng dẫn anh em sau. Rồi sau khi anh em vô gì, anh em cần đăng ký một cái tài khoản, anh em bấm vào ba chỗ gạch bên góc tay trái này anh em. Rồi anh em bấm nút register login. Rồi anh em login bằng Gmail hoặc Facebook, thôi mình login bằng Google cho chắc ăn anh em ơi. Anh em muốn login bằng Facebook cho mau thì login anh em. Rồi chọn tài khoản. Như vậy là xong anh em. Mình login vậy là cho nó chạy xong là như vậy. Rồi sau khi anh em login vào, mình có để cái mã code ở dưới cái phần link mô tả của mình anh em. Anh em nhập cái mã code này vô để nhận điểm điểm boy anh em. Sau khi anh em nhập cái mã ghép code của mình vô, mình sẽ có để phần link mô tả đó anh em. Rồi sau khi mình vô đây, mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm tiền nha. Anh em chỉ việc xem một cái video thôi, xem một cái video ngắn thôi. Rồi vì đây mình sẽ quảng cáo dính bản quyền anh em. Anh em xem được một cái video là được 25 điểm boy. Còn anh em muốn kiếm tiền thêm, anh em đăng việc bấm vô ba dấu gạch lên đây nè. Rồi anh em bấm vào, anh em up video lên, up game, up ảnh lên, anh em viết ta anh em nè, này lớp video up ảnh up game lên anh em, là có lượt like lượt thích là anh em có tiền. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm tiền luôn. Rồi anh em qua một mi and in là cái mục này, một cục tiền anh em. Là cái mã giới thiệu của mình là 45D4AD8 anh em. Mã này là anh em nhập vào đây được nhận được. Anh em mình mới xem một cái là mình được 0.0005USD là được 25 mươi boy anh em. Anh em nhấp vào click ra, anh em có thể dùng auto malik click, auto malik collector trên xích lây đó anh em. Hoặc anh em muốn rút tiền, anh em bấm vào chút resetter, rồi anh em bắt địa chỉ mail vô, rồi anh em bấm send request là min group của nó phan, để mình gõ địa chỉ vào vô coi. Gõ địa chỉ mail vô coi anh Nhân Quỳnh. Tôi coi mình nó rút nhiều hay nè. Chọn phương thức chưa? PayPal. Rồi anh Nhân Quỳnh. Này Payment Account. Payment Account là cái tài khoản anh Nhân Quỳnh nó cộng email. Rồi anh em bấm vô reset. Ơi anh em ơi, mình vừa 1.500 boy mới được 2 đô anh em ơi. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em đi chia sẻ bạn bè. Anh em lấy rồi là cái mã, anh em lấy cái mã hồi nãy anh em, cái mã nãy anh em đi chia sẻ cho bạn bè anh em. Còn đáp ra của ít này edit. Rồi anh em chia sẻ app bằng một, anh em bấm vào nút chia sẻ rồi nè anh em. Rồi anh em sao chép đường link rồi đi chia sẻ. Rồi hoặc anh em, này là những người ship gai nè, những người đầu bán nè. Áp rồi rất ngon anh em chỉ dịp nhấp vô một cái là có tiền anh em. Áp rồi ngon thiệt chứ. Đâu anh em đi vô xem cái video nữa ra cho bằng chứng cho anh em xem coi. Rồi có nhạc cái này nó cũng hay lắm anh em. Rồi mình đi ra thì mình có cộng điểm boy không. Anh em đi follow anh em, follow like comment chúng ta nè anh em. Rõ ràng là anh em xem một nhấp vô một cái ra là được 0.0005 USD anh em, quá ngon luôn anh em. Chiến màu không, anh em nào không có địa chỉ email PayPal thì cứ IP cho mình gửi địa chỉ mail qua. Nếu mà rút tiền về được thì mình sẽ đổi thẻ cào qua, gửi tiền thẻ cào hoặc là này bắn tiền qua Momo cho anh em. Vậy là video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên một con app đăng video kiếm tiền này.
Hello, chào tạm biệt tất cả mọi người.